Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, trong đó nghề trồng hoa cây cảnh đang là hướng đi chủ lực. Nhờ việc mở rộng các vùng chuyên canh lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hình thành kinh tế, sinh thái gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm nay, ông Lê Văn Tuyến ở thôn Thiết Trụ chuyên làm quất cảnh. Bằng sự cần cù, chịu học hỏi cũng như đã xác định hướng phát triển vùng sản xuất quất cảnh. Đến nay với diện tích trên gần 4 sào, trừ mọi chi phí, mỗi năm ông thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Trước đây tôi cũng chăn nuôi bò thì được mấy năm đầu, sau nó cũng hay phải ốm đau, nó là kiểu nó ô nhiễm môi trường, đấy thì nó sinh ra bệnh nhiều. Trong khi đó cũng đã làm biogas rồi, thế là chuyển đổi đi sâu vào quất cảnh thì nó cũng thu nhập được tương đối. Với lợi thế về thổ nhưỡng cùng tầm nhìn định hướng phát triển ngành hoa cây cảnh nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện cảnh quan môi trường và gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao. Nhờ đó, diện tích trồng hoa cây cảnh là gần 100 ha, tăng lên 65% so với năm 2017, với trên 300 hộ làm nghề, tập trung nhiều nhất tại thôn Thiết Trụ và thôn Đa Hòa. Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn đang từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào khâu chăm sóc, giảm bớt sức lao động, đem lại kinh tế cao cho gia đình. Còn áp dụng khoa học kỹ thuật tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước của công nghệ Israel, giảm rất được nhiều chi phí và sức người. Mà làm về cây cảnh này thì khá hơn so với chăn nuôi. Không phải no về đầu ra, vì các lái buôn đến tận vườn thu mua. Ủy ban xã thì rất là tạo điều kiện như là bảo an này, quảng cáo thương hiệu và đầu ra cho bà con. Năm 2021, Ủy ban xã Bình Minh cũng đã được công nhận là làng nghề quất cảnh ở thôn Thiết Trụ. Sau khi chuyển đổi thì các hộ trong khu dân cư giảm 70-80% so với những năm trước đây. Người ta hộ các hộ dân thì cũng tập trung vào cái việc mà sản xuất trồng hoa cây cảnh theo hướng hàng hóa, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho đối với các hộ dân và hội nông dân xã là cũng đã xây các cái hố để chứa những cái vật liệu sản xuất nông nghiệp để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.